Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát hiện thu giữ 60.000 kit test COVID-19, 80.000 viên liên hoa thanh ôn là hàng hóa ngoại nhập không hóa đơn chứng tử. Tổng cục Quản lý thị trường thuộc Bộ Công Thương cho biết, vào sáng ngày 10 tháng 3 năm 2022, đội quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội 6, phòng cảnh sát kinh tế, công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ ADN Care, địa chỉ số 45, đường 18, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Thanh Thảo, giám đốc công ty là người đại diện pháp luật. Kết quả kiểm tra đã phát hiện gần 60.000 bộ kit test nhanh COVID-19 các loại và gần 80.000 viên thuốc điều trị COVID-19 liên hoa thành ôn là hàng hóa nhập ngoại, không hóa đơn chứng từ, không có số đăng ký lưu hành, không có giấy phép nhập khẩu. Chủ cơ sở cho biết toàn bộ hàng hóa nêu trên do ông đặt mua từ Campuchia và chuyển về Việt Nam, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm nêu trên và phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.